thực hiện công văn số 6055 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo thẻ đi chợ 3 ngày một lần. Người dân thành phố đồng lòng ủng hộ chủ trương này. Chợ là nơi tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh, nên mặc dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát, song với tinh thần không chủ quan, Đà Nẵng vẫn tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo thẻ đi chợ 3 ngày một lần. Mỗi khi vào chợ, nhân viên bảo vệ chợ kiểm tra thẻ, đo thân nhiệt và yêu cầu người dân sát khuẩn tay. Toàn bộ phiếu ra vào chợ được giữ lại để quá trình truy vết sau này dễ dàng hơn nếu xảy ra trường hợp phát hiện ca nghi mắc COVID-19 tại chợ. Mình không đừng nên chủ quan. Em thấy là mình nên duy trì. Bởi vì họ cũng không ai đi chợ hồi hàng ngày được đó. Nếu như mà mình có cái này thì mình có thể là ngăn ngừa được nói chung là mình có thể được giãn cách được thì bảo vệ sức khỏe cho mình tốt hơn. Em thấy rất là tốt ạ. Rõ ràng việc đi chợ theo thẻ sẽ ngăn chặn được tình trạng người tập trung vào chợ quá đông, khó đảm bảo giãn cách. Hơn một tháng qua, người dân đã tạo thói quen mua sắm theo phương thức này và cho rằng việc tiếp tục áp dụng đi chợ theo thẻ là rất cần thiết. Đi là thấy là vấn đề này là nó tốt cho người dân, là một là đi ba ngày đi lần là thấy thưa thớt. Tại chợ Đông Đa có 500 tiểu thương buôn bán và mỗi ngày có từ 1.400 đến 2.000 người dân đi chợ. Chợ đang duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và bố trí nhân viên trực chốt các lối ra vào cổng. Chợ vẫn thực hiện là coi như là đi chợ một lần trong 3 ngày. Sử dụng trong 3 ngày giảm cái tần suất đi chợ để mà đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch. Nói chung là trên tinh thần là ban quản lý là trên tinh thần là tuyên truyền nhắc nhở mọi người trước khi vào chợ phải đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn tay, rồi đo thân nhiệt, rồi đi tuyên truyền vận động bà con là cố gắng là đeo khẩu trang theo đúng quy định, rồi đứng giãn cách tối thiểu đúng 1 mét theo quy định của thông báo của thành phố để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch được tốt hơn. Sau 15 ngày, toàn thành phố Đà Nẵng không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng. Người dân càng tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và cùng chung tay thực hiện, đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới. Người dân tin rằng, với nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng sẽ đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19.